chiều kia lâu chiếm trên cành buông không ca. Hàng cây đứng im âm thầm nhìn mây bay che tiêm phía lưng trời. Nước trôi lững lờ nghe chờ mang bao thương tâm, rồi một thân lữ khách lên đò qua bên sông. Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa, ai đến viếng thăm chùa. Cớ sao vẫn còn xuôi người yêu đi thăm làng. Dừng bước cho tôi hỏi thăm một người con gái mang tên Lòi quá dài. Sau chuyện tình yêu gian dở mang nỗi buồn thương, tìm đến thiền môn vui trong tối xuân thầy. Kìa sao đi con cúi đầu buồn bà không nói nên lời. Tôi đã tìm nàng khắp chân trời gốc biên, mong một lần gặp lại người xưa. Nàng cứ ngỡ tôi bạc tình giống phù, nên đã âm thầm buồn bã bỏ đi. Đi có ai giúp tôi gặp nàng dù chỉ một lần, để nói lên lòng biết tha thương nhớ. Phải là người của ngày xưa. Thank you.
cửa đằng tôn khép lại rồi mà chuông còn reo mãi. Lan ơi xin đừng cắt chảy chuông, đừng lạnh lùng khép còng. Điệp tìm đến đây với nỗi nhớ thương, với lòng mỗi hận dù mỗi tình xưa, điệp không giông phù bao giờ. Tội tình chi em đài đó cuộc đời, phơi phới tuổi xuân đời còn nhiều quá mong. Sao khoác áo nâu sòng cho uổng phí một thời thơ. Lan, Lan ơi, đời